Có người kia sắp đi xa, liền gọi đệ tớ đến giao phó của cải mình cho họ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đệ tớ và thanh toán sổ sách với họ. Kính thưa anh chị em, chỉ bằng những lời lẽ rất đơn sơ như thế thôi mà Chúa Giêsu đã phác họa cả một tầm nhìn Kitô giáo về hành trình cuộc sống làm người của chúng ta. Mỗi người trong chúng ta bước vào cuộc đời này với những yến bạc Chúa trao cho. Những yến bạc ấy là những khả năng, những điều kiện, những hoàn cảnh sống Chúa ban cho mỗi người một khác. Và một ngày nào đó khi chúng ta giã từ trần thế thì chúng ta phải trả lễ trước mặt Chúa về những ân huệ đã lãnh nhận. Vấn đề không phải là đã nhận nhiều hay ít, nhưng là ở chỗ mình đã sử dụng những ân huệ đó như thế nào. Sử dụng để hưởng thụ một cách ích kỷ hay là để làm cho những ân huệ đó sinh lời như Thiên Chúa muốn. Đối với những người được Chúa trao cho trách nhiệm lãnh đạo dân Chúa thì đòi hỏi quan trọng nhất là phải trung tín và khôn ngoan. Anh chị em vừa mới nghe Chúa Giêsu nói: ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đặt lên coi sóc gia nhân mình để cấp phát lương thực cho họ đúng thời, đúng lúc? Phải trung tín và đồng thời phải khôn ngoan. Đây là một đòi hỏi không dễ dàng, bởi vì có nhiều khi trung tín mà lại thiếu khôn ngoan, và có những khi khôn ngoan nhưng lại không đủ trung tín. Có lẽ trong sách thánh có một trường hợp rất điển hình để giúp chúng ta nhìn rõ hơn. Tôi muốn nói đến thánh Phêrô, người môn đệ được Chúa Giêsu chọn để làm nền đá xây dựng hội thánh của Chúa. Thế rồi khi Chúa Giêsu loan báo là Ngài sẽ lên Jerusalem và ở đó Ngài sẽ bị các thượng tế, các kỷ mục bắt bớ, đánh đập, giết chết, thì thánh Phêrô mới kéo Chúa Giêsu riêng ra một nơi và cản Chúa: thôi thầy đi Jerusalem làm chi, cho nó giết. Thánh Phêrô nghĩ mình là người khôn ngoan, thế nhưng không ngờ bị Chúa Giêsu mắng thậm tệ: Satan, lui ra đằng sau thầy. Bởi vì tư tưởng của anh là tư tưởng của loài người chứ không phải tư tưởng của Thiên Chúa. Hóa ra Phêrô tưởng mình khôn ngoan mà lại chỉ là sự khôn ngoan thế gian chứ không phải khôn ngoan của thập giá. Thế rồi khi Chúa Giêsu bị bắt, thánh Phêrô là một người môn đệ tha thiết với thầy lắm, cho nên mặc dù biết là nguy hiểm, Ngài vẫn cố gắng len lỏi vào trong sân dinh thượng tế để xem xét tình hình. Ngài thương thầy lắm. Ấy thế mà chỉ một phút yếu lòng thôi, Ngài chối thầy. Và không chỉ một lần mà ba lần liên tiếp. Thưa anh chị em, chiêm ngắm thánh Phêrô tông đồ như thế thì chúng ta mới thấy vừa phải trung tín mà lại phải khôn ngoan, nó khó biết chừng nào. Và tôi tự hỏi rằng ai trong chúng ta dám nghĩ rằng cả cuộc đời mình chưa một lần bất trung với Thiên Chúa?
Ai trong chúng ta dám tự hào rằng cả cuộc đời của mình lúc nào cũng hành động theo sự khôn ngoan của thập giá? Hỏi như vậy để thấy gánh nặng của những người mà được Chúa trao cho trách nhiệm lãnh đạo dân Chúa. Và giây phút này đây, chúng ta đang quây quần chung quanh bản thánh Chúa và chung quanh linh cữu của Đức Cha Cố Gioan Baptista buổi tuần. Người được Chúa trao cho trách nhiệm lãnh đạo giáo phận Long Xuyên này, trong tư cách là giám mục phó từ năm 1975 đến năm 1997, và là giám mục chính tòa từ năm 1997 đến năm 2003. Anh chị em biết đấy, Ngài chịu chức giám mục vào một thời điểm mà đất nước Việt Nam chúng ta bước vào một giai đoạn mới, và Hội Thánh Công Giáo tại Việt Nam sống trong một hoàn cảnh mới. Các chủng viện đóng cửa, việc đào tạo chủng sinh đình trệ, việc phong chức và thuyên chuyển linh mục hết sức khó khăn, các sinh hoạt tôn giáo bị giới hạn. Và trong hoàn cảnh đó, cái thao thức của Đức Cha Gioan Baptista là làm thế nào để có thể tiếp tục loan báo tin mừng yêu thương của Chúa Giêsu trong hoàn cảnh mới này. Làm thế nào để có thể phân phát lương thực thiêng liêng cho các cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận đầy đủ? Làm thế nào để có đủ các linh mục phục vụ các cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận? Làm thế nào để có thể vừa trung tín với tin mừng mà lại vừa khôn ngoan trong cách diễn đạt và thể hiện? Thao thức nhiều lắm. Và với cương vị là một người lãnh đạo thì những thao thức ấy không chỉ dừng lại trên bình diện lý thuyết, nhưng nó dẫn đến những chọn lựa, những quyết định, những định hướng mục vụ. Và đối diện với những định hướng mục vụ ấy có sự đồng thuận, nhưng cũng có bất đồng. Có sự nâng đỡ, nhưng cũng có áp lực. Có thành công, nhưng cũng có thất bại. Và vì thế, cuộc đời của Đức Cha có hạnh phúc, nhưng không ít khổ đau. Có niềm vui, nhưng không thiếu nỗi buồn. Nhưng dù thế nào chăng nữa thì thưa anh chị em, tôi tin chắc rằng cái chọn lựa nền tảng của Ngài là chọn Chúa, là chọn tình yêu thương, như khẩu hiệu giám mục của Ngài nêu lên: Mandatum Novum. Thầy ban cho các con điều răn mới là các con yêu thương nhau. Ngài yêu mến Chúa tha thiết, và Ngài muốn bắt một nhịp cầu yêu thương giữa con người với Thiên Chúa, cũng như giữa con người với nhau, trong hội thánh cũng như ngoài xã hội. Suy nghĩ đó khiến tôi một lần nữa nhớ đến Thánh Phêrô Tông Đồ. Ở trang cuối của Tin Mừng thứ tư, Thánh Gioan kể lại cuộc đối thoại của Chúa Kitô phục sinh với Thánh Phêrô. Chúa Giêsu hỏi Phêrô 3 lần: con có yêu mến thầy hơn những người này không? 3 lần. Mỗi một lần hỏi là mỗi một lần khơi lại và xoáy sâu vào vết thương chối thầy của Phêrô. Đau đớn lắm.
Nhưng với tất cả sự khiêm tốn và chân thành, Thánh Phêrô thưa với Chúa: "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy." Thánh Phêrô đã từng có một lời tuyên xưng đức tin thật là hùng tráng: "Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống." Nhưng vẫn chưa đủ, còn cần phải đến một lời tuyên xưng tình yêu: "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy." Tôi tin rằng đấy cũng là tâm tư của Đức Cha Cố Gioan Baptista thương với Thầy Chí Thánh: "Thưa Thầy, Thầy thấu rõ lòng con, Thầy biết hết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy." Và khi đó sẽ vang bên tai Đức Cha kính yêu của chúng ta những lời thật an ủi: "Hỡi tôi tớ tài giỏi và trung thành, hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ người." Amen.